Theo thông tin mới nhất, thì cho đến nay đã ghi nhận 143 người thiệt mạng trong vụ khủng bố tại nhà hát Krakow City Hall. Phát biểu trên truyền hình quốc gia sau vụ tấn công, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ngày hôm nay 24 tháng 3 sẽ là ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu này. Vụ tấn công khủng bố đang khiến cho người dân Nga và dư luận thế giới phẫn nộ và lên án. Sự việc cũng một lần nữa khiến cho tinh thần dân tộc Nga được thắp sáng hơn bao giờ hết. Ngay sau khi chính quyền thành phố thông báo các địa chỉ hiến máu tự nguyện, đã có rất nhiều người dân Nga tình nguyện tới các địa chỉ hiến máu để góp sức mình hỗ trợ những người bị thương. Tại trung tâm huyết học mang tên Golikova ở thủ đô Moscow, hàng đoàn người xếp hàng dài xuất hiện từ khi trời còn chưa sáng. Những người đến hiến máu xếp thành hai hàng, một hàng nhóm máu thường và một hàng nhóm máu hiếm cần được ưu tiên trước. Chúng tôi đã nhìn thấy sự đoàn kết của cả nước Nga trong ngày hôm nay. Mọi người cùng chung sức để cùng nhau vượt qua giai đoạn đau buồn này. Mọi người cần được giúp đỡ và tôi muốn chia sẻ máu của mình để cứu nhiều mạng sống nếu có thể. Song trong niềm tin của nhiều người dân Nga, thảm họa luôn gắn kết mọi người, tập trung họ lại và sau mỗi lần như vậy, nước Nga lại đoàn kết hơn và đó chính là sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù. Như trong bài phát biểu ngày 23 tháng 3 trên truyền hình về vụ tấn công khủng bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng khẳng định nước Nga luôn trở nên mạnh mẽ hơn qua những thử thách khó khăn nhất và bây giờ cũng sẽ là như vậy. Nước Nga đã hơn một lần trải qua những thử thách khó khăn nhất, đôi khi không thể chịu đựng nổi, nhưng nước Nga thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ cũng sẽ như vậy. Ông Putin bày tỏ tin tưởng và sự hợp tác với tất cả các quốc gia chân thành chia sẻ nỗi đau của nước Nga, cùng nhau hợp lực trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Không ai và không gì có thể lay chuyển được ý chí, sự quyết tâm và lòng dũng cảm, sức mạnh đoàn kết của nhân dân Nga để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trước mắt.